Chào mừng các bạn đến với các bài viết về kỹ năng kinh doanh của tác giả Trần Đình Hoành trên trang web đọcchuyennon.com. Bài viết hướng đến giải pháp. Chào các bạn, cụm từ hướng đến giải pháp là dịch từ chữ Solution Oriented. Người hướng đến giải pháp là người luôn luôn nghĩ đến giải pháp. Vừa nghe xong một vấn đề gì là họ thường nói, chà, làm sao để giải quyết nhỉ? Đây là loại người hoàn toàn khác với các ca sĩ chuyên hát chán quá, chỉ là một lũ ngu dốt bất tài. Sẽ công phục tìm người ở Mỹ, người ta hay thấy từ solution oriented hay reason oriented, hướng đến kết quả. Người hướng đến giải pháp dĩ nhiên là người có tâm tính rất tích cực, bởi vì người tiêu cực chỉ thích cào nhau, chê trách cuộc đời. Người tiêu cực hay phàn nàn về các vấn đề cá nhân cũng như xã hội. Vì vậy họ thường có ảo tưởng là mình sáng suốt, thấy vấn đề là kẻ thức thời. Nhưng thực ra người tích cực thấy nhiều vấn đề hơn. Người tích cực là người chuyên viên giải quyết vấn đề. Bước vào bất cứ nơi nào, họ chỉ cần liếc mắt qua là thấy đủ mọi loại vấn đề. Nhưng người ta thường có cảm tưởng là người tích cực không thấy vấn đề vì thứ nhất, người tích cực thường không nhắc đến vấn đề nào mà họ không giải quyết được. Ví dụ, thay vì trời mưa hoài chán quá, họ lại nghĩ nếu không bảo ông trời ngừng mưa được thì đi tắm mưa hay làm thơ, trời mưa nhớ em còn thích hơn, có ích hơn. Thứ hai, khi người tích cực nhắc đến một vấn đề, người nghe thường chẳng thấy vấn đề đâu cả, mà chỉ nghe thấy một mục tiêu nhắm đến. Ví dụ, thay vì giáo dục của ta thật là quá tồi, thì họ thường nói trong vòng 2 năm qua chúng ta đạt được những thành quả cải cách rất khá, năm nay cần phải cải tiến thêm các lĩnh vực ABC này. Nếu bạn là người hướng đến giải pháp, đi đâu bạn cũng thấy vấn đề và trong đầu bạn thường có một mớ câu hỏi và nhiều câu trả lời. Ví dụ, ban đêm trong chung cư, một nhà gật cầu là mấy nhà bên cạnh ngủ không được, làm sao để sáng tạo một thành một bồn cầu thanh lặng? Nếu được là bạn sẽ thành triệu phú. Đến mấy nơi nhiều người để mua vé, thiên hạ không chịu xếp hàng mà cứ chen lấn, làm sao để có những tấm bảng ngộ nghĩnh và một mớ cột dây di động để khuyến khích mọi người xếp hàng rồi bán cho các chỗ này? Khúc phố này nhiều rác quá, làm sao để khuyến khích các chủ tiệm ở đây có chương trình phố sạch để họ làm ăn khá hơn? Người hướng đến giải pháp thường có tư duy không thể làm được thì chỉ có nghĩa là chưa tìm ra giải pháp. Luôn luôn có một giải pháp tốt nào đó cho một vấn đề, có điều là ta có thấy giải pháp đó chưa mà thôi. Thường thì giải pháp sẽ đến nếu ta cố gắng tìm kiếm. Như người bị cọp đuổi nhảy phăng qua hàng rào 1,5m như vận động viên Olympic, mà bình thường thì anh ta không thể nào qua được. Khi xưa, Đường Minh Hoàng mơ đến thăm Hằng Nga, nơi Nguyệt Điện, và thức dậy viết vũ khúc Nghe Thường. Nhưng ngày nay hẳn là Đường Vương sẽ sửng sốt khi nghe Archon nói rằng anh đã đặt chân lên mặt trăng thật, và nơi đó chẳng có tiên nữ hay điện ngọc, mà chỉ toàn là bụi đất. Dĩ nhiên muốn đến được với giải pháp thì trước hết ta phải thấy vấn đề. Nếu không thấy câu hỏi, đương nhiên là không thể thấy câu trả lời. Từ vấn đề cũng chỉ là một từ chịu ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Người thụ động thường không thấy vấn đề, rác của một nhà nhưng chẳng thấy nhà dơ. Người tiêu cực đôi khi thấy vấn đề nhưng bỏ mặc. Ôi, chúng nó không giữ vệ sinh, hơi đâu mà lo. Người hướng đến giải pháp hầu như luôn luôn thấy vấn đề và tìm cách giải quyết. Tuy nhiên có một loại vấn đề mà không ai có thể thấy ngoại trừ những người hướng đến giải pháp. Đó là khi mọi người vẫn vui vẻ làm việc, chẳng ai thấy trở ngại phiền toái gì cả. Nhưng người hướng đến giải pháp thì vẫn trầm tư suy nghĩ, làm cách này thì cũng tạm được rồi, nhưng phải có cách làm nhanh hơn, hiệu quả hơn chứ. Đó là đầu óc luôn luôn muốn cải thiện, luôn luôn muốn làm được mọi điều tốt đẹp hơn. Luôn luôn nghĩ rằng dù có khá cách mấy thì vẫn còn có cách để khá hơn. Đây là tư duy. Đời sống là một hành trình cải thiện, không bao giờ có điểm cuối. Sau khi đã thấy vấn đề, tìm được giải pháp, chung quy chỉ nằm trong 3 câu hỏi. Thứ nhất, tôi làm được gì? Thứ hai, tôi đã nghiên cứu được gì? Nghiên cứu ngày nay thường là đọc sách và internet. Và thứ ba, tôi đã nói chuyện với ai rồi? Hỏi ý kiến những người có kiến thức về một vấn đề gì đó thường giúp mình thấy giải pháp dễ dàng hơn. Tóm tắt là tôi, sách vở tài liệu và người khác. Việc còn lại chỉ là thử nghiệm, cố gắng và thời gian. Người khó khăn say mê sáng tạo, có
có thể gặp thường xuyên nhất là mình phải làm một mình, chẳng có ai chịu làm chung cả. Nhiều người có thể cho rằng là mình hơi mát mát. Đó đó, ông đó là Hùng Mát đó. Và người nhà thì cũng có thể rất bực bội về việc mình phí công phá tiền cho mấy cái chuyện tào lao. Vấn đề này chắc phải cười trừ thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng không sao, thái độ hăng say một cách mát mát của bạn chắc chắn sẽ làm cho bà con buồn cười thôi. Nhưng không ai nữa khó khăn với mình. Ngoài ra còn một vấn đề khác quan trọng hơn mà các vị đàn ông cần biết. Mặc dù hướng đến giải pháp là tư duy cần thiết cho mọi nơi, mọi lúc, nhưng thông thường ta không nên xung phong tặng người ta giải pháp khi người ta không hỏi. Vì phản ứng thường xuyên sẽ là: cái ông này kỳ cục, có ai hỏi đâu mà dạy. Và nếu bạn muốn đọc cuốn, đã đọc cuốn Men Are From Mars, Women Are From Venus, Đàn ông sao Hỏa và Đàn bà sao Kim của John Gray, bạn biết là phụ nữ và đàn ông thì tâm tính rất khác nhau. Khi nàng tâm sự cho bạn nghe về các vấn đề nàng gặp, nàng chỉ cần có người nghe tâm sự. Cứ ngồi nghe cho tốt và nghe chăm chú, lặng yên, gật đầu, ừ, yes, chia sẻ, đừng dại dột, xung phong giải pháp, trừ khi nàng hỏi rõ ràng. Và ngay cả khi đó cũng đừng quá hăng say rằng thuyết Tràng Giang Đại Hải, hãy nói vài câu thôi. Phụ nữ tâm sự là để được lắng nghe, chứ không phải là để tìm cố vấn. Làm đàn ông, nghe vấn đề mà không mở miệng nói đến giải pháp thì rất là ấm ức trong lòng. Nhưng nếu bạn không nghe mình bị xì nẹt thì đừng ngạc nhiên. Tóm lại, hướng đến giải pháp không phải là một phương thức suy tư, mà là tâm tính của ta. Ta có tính hướng đến giải pháp, đi đâu cũng thấy vấn đề và cũng muốn tìm ra giải pháp. Đây là loại tâm tính đến một cách tự nhiên với người có tư duy tích cực. 100% những người thành công lớn trong xã hội là những người hướng đến giải pháp. Họ không những là thấy những vấn đề thông thường, mà còn có khả năng thấy cả những vấn đề khi không ai nhìn thấy. Đối với họ, vấn đề không phải là cái gì hư phải sửa, mà là cái gì tốt có thể làm tốt hơn. Và họ theo đuổi giải pháp. Đến khi họ làm được thì đương nhiên họ là người duy nhất có được giải pháp trong tay. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.